Sau khi nghe các báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và các công tác tư pháp thi hành án, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường. Các đại biểu nhận định các báo cáo lĩnh vực tư pháp cho thấy bức tranh về tình hình gây bất an cho xã hội, nhiều loại hình tội phạm nguy hiểm, tội phạm xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận. Tuy công tác điều tra xử lý, trấn áp tội phạm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn đó một số hạn chế cần khắc phục sớm. Nhiều loại hình tội phạm vẫn tăng cao, nguy hiểm về tính chất và mức độ phạm tội, gây bất an cuộc sống người dân. Chúng ta cũng còn băn khoăn lo lắng trước những hạn chế sai sót vi phạm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan thực thi pháp luật. Qua kiểm sát, Viện Kiểm sát đã hủy bỏ 155 quyết định không có căn cứ của cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai, hủy 510 quyết định tạm giữ, không phê chuẩn 511 quyết định bắt tạm giữ tạm giam, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 790 vụ án hình sự, tăng 41,1%. Những hạn chế sai sót vi phạm về nghiệp vụ nói trên cần sớm được khắc phục nhằm tránh các trường hợp bị khởi tố oan sai, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản, quyền về lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân bị xâm hại hoặc bỏ sót tội phạm, nhằm bảo đảm tính công bằng, công lý của pháp luật, củng cố hơn nữa niềm tin của công dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Như vụ Vạn Thịnh Phát, các bọn tội phạm thực hiện hành vi làm khống cả ngàn hồ sơ để vay chiếm tín dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ tiền gửi của người dân. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhận hối lộ 5,2 triệu USD, có thể nói đây là một vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Và vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng rất cao, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của một tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Người dân rất trông chờ vào sự việc thu hồi tài sản tiền của các đối tượng này trong vụ án. Một số ý kiến đề nghị cơ quan thi hành án cần thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn, phối hợp với các cơ quan tòa án, viện kiểm sát để tăng tính hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác thi hành án năm 2023 và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết làm rõ quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách. Từ đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, xin từ chức. Về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là 13.093 người, có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời gian so với quy định, có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, có 55 người đứng đầu, cấp phó, người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 13 người đứng đầu, cấp phó, người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm, y tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 cho thấy, về cơ bản, tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%, số vụ tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng được phát hiện nhiều hơn 203,61%, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ được phát hiện nhiều hơn 17,68%, trong đó có một số đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng lớn. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy còn diễn ra ở nhiều địa phương, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là 85,58%, chưa đạt yêu cầu Quốc hội giao. Thưa quý vị, với chủ đề Châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa,
Hội nghị chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 AP11 đã chính thức được khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo đại diện Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và đại diện các hội quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị khẳng định, đúng như chủ đề của hội nghị là châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa, sự chủ động trong phòng ngừa ứng phó với thảm họa cũng như trong thích ứng với những biến động phức tạp của tình hình thế giới, nắm bắt cơ hội từ những xu thế phát triển mới có tầm quan trọng đặc biệt để các hoạt động nhân đạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng hiệu quả hơn. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị là cơ hội tốt để củng cố sự hợp tác giữa Chính phủ, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế và đại diện các hội, tổ chức quốc gia trong khu vực, khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế. Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 hội quốc gia, đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực của các hội quốc gia nhằm giải quyết những thách thức nhân đạo mà khu vực đang phải đối mặt. Hội nghị Chữ Thập Đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội phối hợp cùng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần quy hoạch thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn minh và sinh thái. Về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, cần định hình rõ kiến trúc xây dựng đặc trưng văn hóa của Hà Nội, quy định không gian, mật độ và kết nối các khu dân cư gắn với các hạ tầng dịch vụ, hạ tầng đô thị một cách nghiêm ngặt và thông minh. Chú trọng và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường đô thị như ưu tiên đầu tư giao thông công cộng, vấn đề xử lý môi trường. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng cần phân tích, xác định rõ những ngành, lĩnh vực mà thủ đô có tiềm năng, lợi thế theo hướng hiện đại bền vững để trở thành đầu tàu của vùng, của cả nước và quốc tế.